dưới này khoảng 40 khách. Dạ. Là trên, trên trên này thì đưa đúng rồi đấy. Mình có chứng chỉ halal em nhỉ? Dạ có ạ. Có các bạn để của. Trên này được khoảng bao nhiêu khách em? Nếu đã có đoàn nào lớn lớn mà đặt vào ngày 17, 18, 16, 17, 18 chưa? Vậy cái này là em chưa có biết luôn. Thế ạ? À? Dạ. Ừ, thế để anh xem. Có gì thì em sẽ vui báo giờ trước cho em để em sắp xếp điều khoản thời gian cho nó rộng cho thoải mái.